Hồ Vinh Hoa gặp Lữ Khâm năm 1984. Hồ cầm đỏ đi trước, dùng trung pháo. Lữ đối phó bằng bình phong mã. Lữ không xe 9 bình 8 mà đi tượng 7 tiến 5. Đây là Lữ muốn duy trì sự linh hoạt trong sự xuất xe cánh trái. Lữ sợ Hồ sẽ dùng đòn hoành xa thất lộ mã là sở trường của Lữ để chống lại Lữ. Tiếp theo, Hồ Vinh Hoa ứng phó. Hồ xe 1 bình 2. Đổi lại như đỏ đi xe 1 tiến 1. Tiếp theo, xe cánh trái của đen sẽ tùy tình hình để xuất kích ra trực xa hoặc hoành xa. Hồ Vinh Hoa xe 1 bình 2. Tiếp theo, đỏ xông tốt đầu để đối phó với nước tả mã bàn hà. Đỏ còn hai lựa chọn khác, một là xe 2 lùi 2, và hai là xe 9 tiến 1. Cả hai nước cờ đều chờ bình 4 để tấn công mã bàn hà của đen. Ở đây, Hồ tốt 5 tiến 1. Tiếp theo, đỏ tốt 5 tiến 1. Đổi lại như đỏ tiến mã đội, các biến hóa sẽ tương tự như nước tốt 5 tiến 1. Hồ Vinh Hoa xông tốt đầu sang sông. Tiếp theo, Lữ Khâm ứng phó. Lữ tiến sĩ củng cố phòng ngự, không sợ tốt 5 tiến 1 ăn tốt. Đổi lại như đen tốt 5 tiến 1. Tiếp theo, hai bên dần tới ngang thế. Ở đây, Lữ Khâm lựa chọn sĩ 4 tiến 5. Tiếp theo, đỏ nhảy mã đội. Đổi lại như đỏ tốt 5 tiến 1. Tiếp theo, cờ đen hóa giải được thế công của đỏ. Hồ Vinh Hoa mã 3 tiến 5. Tiếp theo, đỏ lùi xe đấu pháo nước cờ hay. Đây là sáng tạo của Hồ Vinh Hoa, đang từ công sát chuyển về phòng thủ.
từ cương chuyển sang nhu, trong tình thế phức tạp, rất khó lựa chọn. Sau 10 nước đi, hình cờ giống như ván, Sái Phúc Như cầm đỏ, gặp Hồ Vinh Hoa cầm đen, trên năm 1960. Ở đây là Lữ Khâm dùng đòn của Hồ Vinh Hoa để đối phó với Hồ Vinh Hoa. Năm 1960, Sái cầm đỏ, đi tiếp. Ván cờ tiếp theo. Cờ đen phản tiên. Về sau, Hồ Vinh Hoa cầm đen đã thắng. Ở ván này, Hồ cầm đỏ đi trước. Hồ sửa lại. Đi xe 4 lùi 4. Đấu pháo. Tiếp theo. Lữ Khâm suy nghĩ rất lâu mới đi nước cờ này. Đổi lại, như đen mã 7 tiến 5 ăn pháo. Tiếp theo. Cờ đỏ chủ động. Lữ lựa chọn mã 7 tiến 8 đuổi xe. Hồ Vinh Hoa ứng phó. Hồ xe 4 bình 3, nước cờ hay, dụ cho tốt đen 7 tiến 1. Tiếp theo. Nước cờ hay. Đổi lại, như đỏ đi mã 5 lùi 7 ăn pháo. Tiếp theo. Thế cờ hòa hoãn. Ở đây, đỏ xe 9 tiến 1. Tiếp theo. Mặc dù là một tình cảnh khó khăn, nhưng Lữ Khâm rất bình tĩnh ứng phó. Đổi lại, đen tốt 5 tiến 1. Tiếp theo. Cờ đỏ ưu thế. Lữ Khâm xe 8 bình 7. Tiếp theo. Đỏ tốt 5 bình 6,
giữ vững tiên thủ, làm hỏng mẹo của Lữ Không. Nhưng đổi lại, nếu đỏ xe 6 tiến 2 bắt tốt. Tiếp theo, thế cờ bình ổn. Hồ Vinh Hoa tốt 5 bình 6. Tiếp theo, đỏ xe 6 tiến 2, nước cờ chính xác. Đổi lại như đỏ đi pháo 5 tiến 1. Tiếp theo, đến đây đỏ có hai khả năng, đỏ tướng 5 tiến 1. Tiếp theo, cờ đỏ sẽ gặp rắc rối. Có như đỏ tướng 5 bình 4 ăn tốt. Tiếp theo, cờ đỏ sẽ mất xe. Ở đây Hồ Vinh Hoa xe 6 tiến 2 bắt mã. Ván cờ tiếp theo, đến đây cờ đỏ ưu thế. Đỏ len chặt pháo đầu, ghim chặt mã Grian. Đen chịu thua vì những tiếp theo đen có hai khả năng. Một là đen lùi xe. Tiếp theo,
Tuyệt sát. Hai là đen bình xe ăn tốt. Tiếp theo. Tuyệt sát. Đỏ thắng cờ. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván đấu. Thank you.
đỏ thắng cờ.